Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố đội hình mạnh nhất đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan, thay đổi toàn bộ, người hâm mộ chờ đợi. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế LP Bank Cup 2024 vào 20 giờ hôm nay, ngày 10 tháng 9 đang là tâm điểm chú ý của giới bóng đá Đông Nam Á. Với tính chất là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng kình địch trong khu vực, trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về mặt giao hữu mà còn là dịp để cả hai đội tuyển khẳng định sức mạnh trước thềm AFF Cup 2024. Đặc biệt, người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn coi việc đánh bại Thái Lan là một mục tiêu lớn và điều này càng làm tăng thêm áp lực lên huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các học trò. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu ra mắt tại giải khi đối đầu với đội tuyển Nga, một đối thủ mạnh đến từ châu Âu và xếp hạng 33 trên thế giới. Dù đã rất cố gắng nhưng thất bại 0-3 trước Nga không gây bất ngờ bởi sự chênh lệch về đẳng cấp. Tuy nhiên, những sai lầm trong phòng ngự và khả năng tổ chức tấn công chưa hiệu quả đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn lo ngại về khả năng đối đầu với Thái Lan. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sau trận thua đã phải chịu nhiều áp lực và hiểu rằng đội bóng của ông không được phép lặp lại những sai lầm ấu trĩ trong trận đấu với đối thủ kinh địch Thái Lan. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã công bố đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam để đối đầu với Thái Lan sau nhiều thử nghiệm không thành công trong trận gặp Nga. Lần này, ông Kim đã đưa ra một đội hình có sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng. Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam sẽ bao gồm thủ môn Philip Nguyễn, hàng phòng ngự với Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Thanh Bình, Tuấn Tài, hàng tiền vệ gồm Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hải Long, trên hàng công là Tuấn Hải và Tiến Linh. Đây là đội hình được đánh giá là mạnh nhất mà huấn luyện viên Kim có thể sử dụng trong bối cảnh hiện tại sự trở lại của Quế Ngọc Hải ở trung tâm hàng thủ mang lại sự chắc chắn cần thiết, trong khi sự kết hợp giữa Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng ở tuyến giữa hứa, hứa hẹn tạo nên sự liên kết mượt mà giữa hàng phòng ngự và tấn công. Đặc biệt, Hải Long, một trong những gương mặt trẻ nổi bật được huấn luyện viên Kim tin tưởng, trao cơ hội xuất phát ngay từ đầu để thể hiện khả năng sáng tạo và đột biến trong các tình huống tấn công. Trên hàng công, Tiến Linh và Tuấn Hải là hai cầu thủ được kỳ vọng nhất. cả hai đều có khả năng giữ điểm tốt và tạo ra những pha bóng đột biến và họ sẽ là mũi nhọn để xuyên thủng hàng thủ của Thái Lan. Tiến Linh với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng không chiến ấn tượng sẽ là lựa chọn lý tưởng để đối đầu với các hậu vệ Thái Lan, trong khi Tuấn Hải mang đến sự linh hoạt và tốc độ, sẵn sàng khai thác những sai lầm của đối phương. Việc huấn luyện viên Kim đưa Philip Nguyễn vào bắt chính thay cho Đặng Văn Lâm cho thấy ông đang đặt niềm tin vào thủ môn đang thi đấu tại châu Âu sau khi Văn Lâm mắc một số sai lầm trong trận gặp Nga. Quyết định này không quá bất ngờ. Philip Nguyễn với kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn ở châu Âu sẽ giúp tăng cường khả năng phòng ngự từ xa, đặc biệt là trong việc xử lý bóng bằng chân và phản xạ nhanh trước những tình huống nguy hiểm. Thái Lan bước vào trận đấu này với sự thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Supachok Sarachat, Supachai Chaydet, Chanathip Songkrasin, Sarek Jogen và Terasin Dangda. Điều này được coi là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam, nhưng không vì thế mà Thái Lan trở nên yếu đi. Huấn luyện viên Masatada EC đã mang đến Việt Nam một đội hình trẻ trung và đầy tiềm năng và ông khẳng định rằng mục tiêu của Thái Lan không chỉ là chiến thắng mà còn là xây dựng một đội hình mạnh mẽ cho các giải đấu sắp tới. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ của Thái Lan thể hiện và chứng minh rằng họ đủ khả năng thay thế những cựu binh lâu năm. Dù Thái Lan không mang đến đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng xứ chùa vàng vẫn luôn là đối thủ đáng gờm với Việt Nam. Lối chơi kỹ thuật và sự kỷ luật trong chiến thuật của Thái Lan luôn khiến các đội bóng phải dè chừng. Việc Thái Lan không có trận đấu thử nghiệm với Nga cũng có thể khiến họ bí ẩn hơn bởi người hâm mộ và giới chuyên môn chưa có cơ hội chứng kiến đội hình này thi đấu. Huấn luyện viên Masatada IC đã tỏ ra rất tự tin khi cho rằng ông đã phân tích kỹ lưỡng trận đấu của Việt Nam với Nga và sẵn sàng khai thác những điểm yếu của đối thủ. Về phía Việt Nam, trận đấu này là cơ hội lớn để huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò dành lại niềm tin từ người hâm mộ sau trận thua trước Nga. Dù đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng chiến thắng trước Thái Lan sẽ là liều thuốc tinh thần rất lớn trước thềm AFF Cup 2024. Người hâm mộ Việt Nam luôn mong muốn đánh bại Thái Lan và điều đó tạo ra áp lực không nhỏ cho huấn luyện viên Kim. Tuy nhiên, ông đã khẳng định rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thử thách nào. Việc công bố đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Thái Lan cho thấy huấn luyện viên Kim Sang Sik đã sẵn sàng và quyết tâm giành chiến thắng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những cầu thủ trụ cột và sự tươi mới của những gương mặt trẻ có thể sẽ mang đến sự thay đổi tích cực trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể đánh bại Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam cần phải duy trì sự tập trung cao độ và không được phép mắc sai lầm, đặc biệt là trong các tình huống phòng ngự. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào 20 giờ hôm nay, ngày 10 tháng 9, hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu nảy lửa không chỉ về mặt chiến thuật mà còn về tinh thần chiến đấu. Người hâm mộ Việt Nam đang rất kỳ vọng vào màn trình diễn của đội nhà và chiến thắng trước Thái Lan chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời cho những ai luôn đồng hành cùng đội tuyển. Nếu màn so tài với đội tuyển Nga thuần túy mang mục đích học hỏi và trải nghiệm thì trận đấu với Thái Lan sẽ cho thấy rõ nhất năng lực hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã học hỏi được nhiều trong thất bại trước đội Nga tối mùng 5 tháng 9, đó là tận mắt chứng kiến khoảng cách vời vợi về kỹ thuật, thể lực, tư duy chơi bóng. Cách tổ chức lối chơi giữa một đội bóng Đông Nam Á với đội tuyển hùng mạnh từng vào tới tứ kết World Cup 6 năm trước. Rõ ràng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không nên bị phán xét năng lực chỉ với một trận thua trước đối thủ quá mạnh so với phần đông các đội châu Á, chưa nói đến Đông Nam Á, bởi trong bóng đá có những cách biệt đôi khi cần tới cả hàng chục năm để san lấp. Tuy vậy, trận gặp đội tuyển Thái Lan 20 giờ ngày mùng 10 tháng 9 sẽ rất khác. Mối duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã kéo dài ngót nghét 3 thập niên. Dù trên khía cạnh thành tích lớn đối đầu, đội bóng xứ chùa vàng đều vượt trội, bất bại 6 trận gần nhất. Song, đây là khoảng cách có thể san lấp được. Đội tuyển Thái Lan đang nhỉnh hơn Việt Nam nhưng không nhiều. Nhiệm vụ huấn luyện viên Kim Sang Sích được giao khi ngồi vào ghế nóng chính là cân bằng cán cân giữa hai đội, hay xa hơn là giúp đội tuyển Việt Nam giành lại vị thế số 1 Đông Nam Á. Khi hành trình tiến ra World Cup đã khép lại, Quang Hải cùng đồng đội cần trở về khu vực hài lòng với những đích ngắm vừa tầm hơn. Tất nhiên, thắng một trận giao hữu với Thái Lan không có nghĩa là bắt kịp đẳng cấp đối thủ. Huấn luyện viên Masatada Ishii khẳng định sẽ tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ khi không gọi Chanathip Songkrasin và Therathon Bunmathan. Trong bối cảnh hai đội có thể tái ngộ ở AFF Cup, chuyện người Thái cũng như Việt Nam thăm dò, dấu bài cho trận đấu tới là bình thường. Thay vì theo dõi chuyển động của đối thủ, điều người hâm mộ Việt Nam quan tâm là diện mạo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi đương đầu với kinh địch. Trong trận cuối dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, chung kết lượt về AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã thua toàn diện trước Thái Lan cả về cách triển khai, áp đặt thế trận, kiểm soát bóng hay tạo cơ hội. Trong 5 năm thành công cùng ông Park, đội tuyển Việt Nam từng một lần thắng Thái Lan 1-0 ở King's Cup 2019 và đôi lần cầm hòa đối thủ, nhưng nhìn chung, đó là khoảnh khắc hơn là trình độ thực sự thất bại trước Thái Lan cũng đặt dấu chấm hết cho lối mòn phòng ngự phản công quen thuộc của ông Park, cho thấy dù đã chơi vượt khả năng, bóng đá Việt Nam vẫn chưa hẳn thoát được ám ảnh về đối thủ này. Song, khi chuyển sang lối chơi kiểm soát và chủ động hơn với huấn luyện viên Philippe Chuzie, đội tuyển Việt Nam vẫn thua. Vậy ở trận tới gặp Thái Lan, học trò ông Kim Sang Sik sẽ đá phòng ngự phản công hay đối công song phẳng? Câu trả lời từ trận này sẽ hé lộ sức mạnh và tâm thế của đội tuyển Việt Nam khả năng kiểm soát bóng và kỹ thuật cơ bản của cầu thủ Việt Nam chưa thể bằng Thái Lan. Đồng nghĩa, huấn luyện viên Kim Sang Sik cần đấu pháp hợp lý để biết mình biết người. Dễ thấy trong 3 trận dưới thời huấn luyện viên Kim, sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam chưa xuất hiện từ sơ đồ chiến thuật và con người mà chủ yếu tập trung ở tiêu chí. Khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công, cầu thủ được yêu cầu truyền bóng nhanh và trực diện. Không quan trọng truyền ngắn hay dài, đánh biên hay trung lộ để nhanh chóng tiến sang phần sân đối phương tiếp cận vòng cấm và mở ra cơ hội. Còn khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự, cầu thủ áp sát nhanh hơn, gây áp lực cường độ cao rồi nhanh chóng di chuyển khối đội hình lùi xuống để thủ thế. Trong trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam vẫn cần phát huy những điểm mạnh nói trên. Có thể không cầm bóng nhiều nhưng đã đoạt được bóng là tấn công nhanh và chuẩn xác. Ngoài ra, học trò ông Kim cũng cần triển khai bóng bài bản từ sân nhà để tự kiến thiết lối chơi, kiểm soát tốt nhịp độ. Đội tuyển Việt Nam cần chơi chủ động và có mảng miếng hơn thay vì tự phát như giai đoạn cuối của triều đại ông Park. Nhưng cũng cần lên bóng gãy gọn và có ý đồ thay vì truyền long vòng như thời huấn luyện viên Chu Jie. Huấn luyện viên Kim đã nhìn thấy thiếu sót từ người tiền nhiệm. Nhưng để nhào nặn tập thể mang phong cách của riêng mình, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần thời gian. Truyền thông và người hâm mộ xứ sở Chùa Vàng bày tỏ sự tiếc nuối khi trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Nga bị hủy vì thời tiết. Tờ Siam Sport viết, Cơ hội để đối đầu với một đội bóng có thứ hạng cao hơn rất nhiều như tuyển Nga là không có nhiều. Vì thế, thật đáng tiếc khi trận đấu đã không thể diễn ra. Siam Sport cũng phân tích về màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân Mỹ Đình tới đây như sau. Màn so tài giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ không đơn thuần là một trận bóng đá. Đây là một cuộc đấu trí giữa huấn luyện viên trưởng của hai đội. Một người vừa mới nắm quyền, huấn luyện viên Kim sang xích nhưng nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Một người đã hiểu rất rõ về đội tuyển, huấn luyện viên Masatada EC và được hỗ trợ tối đa, nhưng đang bị hoài nghi. Mỗi người một mục tiêu khác nhau, trận đấu này sẽ rất thú vị. Trước trận đấu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á, tờ Siam Sport đưa ra cảnh báo rằng trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình, nhiều cầu thủ trụ cột của tuyển Thái Lan vắng mặt. Trong khi đó, có đến 10 cầu thủ chưa từng thi đấu quốc tế cho tuyển quốc gia. Việc sử dụng nhiều cầu thủ chưa có kinh nghiệm để đối đầu với tuyển Việt Nam là mạo hiểm bởi đội tuyển việt nam đang rất khát khao chiến thắng và sẽ dốc toàn lực để chứng tỏ vị thế của mình